cách chọn bật lửa phù hợp với nhu cầu của bạn. Từ ngàn sửa ngàn xưa khi mà con người còn trần như nhộng, lửa cho con người nguồn sáng trong bóng tối, nguồn nhiệt trong đêm đông. Chính tiện ích đó thúc đẩy con người phát minh ra bật lửa hay còn gọi là hộp quẹt. Ngày nay, hộp quẹt không chỉ để châm lửa, mà còn là thời trang, là cá tính. Sự ra đời của hàng trăm loại hộp quẹt cùng cơ chế tạo lửa khác nhau. Ambe xin chia sẻ cách chọn bật lửa phù hợp với nhu cầu của bạn qua bài viết này. Chúng ta có 3 loại nhiên liệu chính là xăng, ga, điện. 1. Cách chọn bật lửa xăng đá. Hoạt động dựa trên nguyên tắc tạo ma sát cọ giữa viên đá lửa với bánh xe đánh lửa chạy quay tròn trên một trục ly tâm nhờ tác động của ngón tay. Nhờ tác động này mà tạo ra tia lửa, là yếu tố quan trọng nhất của chiếc bật lửa. Yếu tố quyết định trong dòng này là bấc và xăng. Xăng là loại dung dịch dễ cháy. Nó sẽ thấm lên bấc và khi gặp tia lửa được đánh lên từ đá sẽ bốc cháy. Lúc này, chiếc bấc có thấm xăng sẽ là yếu tố giúp duy trì ngọn lửa. Trong quá trình sử dụng, nếu xăng có dấu hiệu bị thiếu thì cần bổ sung thường xuyên. Việc duy trì xăng đầy đủ sẽ giúp chiếc bấc sử dụng được lâu dài hơn. Tương tự như xăng, thì đá lửa cũng cần được thay ngay sau khi đã sử dụng hết. Ưu điểm bật lửa xăng: siêu bền, tuổi đời có thể lên tới một đời người hoặc lâu hơn thế. Dễ dùng, dễ sửa chữa. Nhiều phụ kiện thay thế, dễ tìm. Phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều nhu cầu. Nhược điểm bật lửa xăng: khoảng 3 đến 4 ngày hoặc 7 đến 15 ngày đều phải châm xăng một lần, tùy loại, tùy thiết kế. Các loại bật lửa xăng đá bạn nên chọn mua. Về dòng xăng đá, bật lửa Zippo USA luôn khẳng định vị trí số 1 của mình trên toàn cầu. Ngoài ra có Vin, Promit, Zozo, Imco, Chet. 2. Cách chọn bật lửa ga. Bật lửa ga có quy trình hoạt động tương tự như loại xăng đá. Loại này không sử dụng bấc mà được thay bằng ga. Bánh xe và đá tạo ra tia lửa, gặp khí ga rồi bốc cháy. Được sử dụng rất phổ biến, chỉ có một số loại bạn nên cân nhắc lựa chọn như Dupont, Cartier, Fortier, Zuni. Ưu điểm bật lửa ga: đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, phong cách. Không bị thất thoát ga nếu để lâu không sử dụng đến. Dễ dùng với tất cả mọi người. Đa phần các dòng bật lửa ga cao cấp đều có thể tự bơm lại cực dễ. Nhược điểm bật lửa ga: có nhiều dòng đặc trưng nên khó sửa chữa. 3. Cách chọn bật lửa điện là bước đột phá trong công nghệ chế tạo bật lửa. Sự ra đời của dòng này là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội khi mà con người luôn yêu cầu cao về tính tiện dụng. Tia điện được phóng ra như tia sét nhỏ nhờ vào nguồn điện của pin. Loại này sạc điện, chỉ cần một cổng sạc USB của điện thoại là đi đâu bạn cũng có lửa. Ưu điểm bật lửa điện: thời thượng, phong cách, sành điệu, cá tính. Tiện lợi, có thể sạc lại pin ở bất cứ đâu có điện thông qua cổng sạc USB. Tia lửa điện độc đáo, đánh lửa không khói, thân thiện với môi trường. Nhược điểm bật lửa điện: tuổi thọ ngắn, phụ thuộc khá nhiều vào pin. Phải vệ sinh bật lửa thường xuyên. Video tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh mình để nhận thông báo cho các video mới nhất nhé.